Ê, lại đây, có này hay lắm nè. Và những dịp lễ Tết, bạn đã có ý tưởng gì để gửi những món quà đến người thân và bạn bè chưa? Còn mình đã tặng cho người thân mình một gói hội viên Phonos. Phonos là một thư viện sách nói đặc quyền. Ngoài ra còn có podcast nè, thiền, tóm tắt sách, ebook. Bản thân mình thích nhất ở Phonos là các tựa sách được cập nhật mới liên tục, có thể nghe sách mọi lúc mọi nơi, trải nghiệm mượt mà và hoàn toàn không bị làm phiền bởi quảng cáo chen ngang. Phonos mang đến giọng đọc chuyên nghiệp, sắc nét, âm thanh chất lượng cao, một trải nghiệm nghe sách đỉnh cao nâng tầm điện ảnh. Mình tin chắc đây sẽ là một món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, vì Phonos sẽ biến mọi khoảnh khắc thành cơ hội trao dồi kiến thức hữu ích. Tải Phonos và trải nghiệm ngay bạn nhé.